Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của cô giáo ở nông thôn nhé. Hôm nay mình được nghỉ, mình ra thăm cái vườn rau của nhà mình, nhưng mà mình thấy là có vẻ bị sâu rất là nhiều các bạn ạ. Này, mới qua có mấy ngày Tết thôi mà sâu nó ăn này, đấy từ cái lá này, nó ăn rất là nhiều nhá. Ngay cả cái cải cây này mà nó cũng tấn công kinh khủng luôn các bạn. Đây, cái cây cải cây này nhìn con sâu rất là bự nhá. Đấy, sâu bự lắm, xanh này. Giờ mà bắt thì sẽ không hết được. Nó ăn và nó ỉa phân rất là nhiều nhá. Còn cái bắp sú đây. Đây các bạn thấy này, trời ơi, mình ngơ đi có mấy ngày thôi mà nó ăn tàn bạo luôn. Đây những cái con sâu con này nó phát triển đây này các bạn này, những con sâu con này. Đó, này những cái rau của nhà mình đây. Mình đang lên rất là tốt, bắt đầu chuẩn bị được ăn rồi. Còn bắp sú thì cây cải bắp này thì bắt đầu cuộn nhưng mà sâu ăn quá. Các bạn nhìn nhá, nhìn sâu này. Thì đợt vừa rồi do nghỉ Tết cho nên là mình cũng bỏ mơ nó một thời gian. Mà cách đây chỉ có 2 ngày thôi, mình không bắt sâu thôi các bạn nhá. Có 2 ngày mình không bắt sâu mà các bạn nhìn nó phát triển nhanh không? Những con sâu này, ôi, đối với những bạn mà sợ sâu thì chắc nhìn con sâu này khiếp lắm đây. Đây, ôi một cây mà nó rất là nhiều nhá. Nhưng mà giờ mà bắt như thế này cũng mất rất là nhiều thời gian. Đây. Đây các bạn này, đáng là nó cuộn rồi này, nhưng mà bị sâu nó đục hết cho nên là lá nó không cuộn được. Đó các bạn thấy vậy thì chứng tỏ rằng để có được một cái cây cải bắp này bán ra thị trường thì người ta phải phun thuốc sâu rất là nhiều. Còn mình trồng có mấy cây để ăn thôi mà các bạn thấy này. Đó. Nó rất là nhiều sâu đấy nhá. Đây, cải bắp của nhà mình đây mà nó bị sâu kinh khủng. Nhưng có một cái điều đặc biệt là những cái cây xà lách này thì lại không bị các bạn nhé. Đây, phát triển rất là tốt này mà không hề có một con sâu nào tấn công hết, rất là hay. Đó. Rồi, vậy thì làm sao mà để xử lý những cái con sâu đấy thì mình có một cách này chỉ cho các bạn nhé. Đây, giới thiệu với các bạn này, mình tự chế một loại thuốc để phun cho những cái cây rau này mà an toàn tuyệt đối luôn. Đây các bạn nhìn thấy cái gì không ạ? Trong này là gồm có này, mình đã ngâm nhá, gồm có ớt này, gừng này. Đây, mình sẽ rắc ra một ít cho các bạn xem. Đây các bạn nha, ớt rất là nhiều này. Đấy, ớt và gừng, tỏi ở trong này. Mình ngâm rất là lâu rồi. Đó, với hôm nay là mình chắt được một cái, mình đã chắt ra được một cái bình nhỏ này. Đây, mình đã chắt ra được một cái bình nhỏ này để mình phun. Đấy, mình sẽ phun cho những cái cây rau này. Và để xem một thời gian nữa mình sẽ review lại cho các bạn nhé, xem thử là cái con sâu nó có chết hay không nhé. Thì thực ra làm cái cách này rất là an toàn các bạn, để cho cái vườn rau của mình ấy, nó không có hóa chất, mình ăn đảm bảo sức khỏe. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi phun này. Đây, các bạn thấy không, mình sẽ phun đẫm từng cây một. Các bạn biết là nó rất là hắc nhá, nó hắc lắm. Nó hắc vì nó có gừng này và cay. Gừng nó cũng đã cay rồi. Tỏi cũng cay. Càng thêm ớt rất là nhiều cũng rất là cay nữa. Đây. Cái này thì mình phun có thể đẫm cũng được chả sao cả vì nó không ảnh hưởng nhá. Đấy, mình sẽ phun kỹ luôn để con nào nó rớt xuống thì con nào nó rớt xuống đất thì nó cũng sẽ chết. Đó, hắc lắm các bạn. Mình phải đeo khẩu trang lên đã. Rất là hắc. Đấy, được một cây rồi nhá. Đấy, mình phải làm như thế này để mình có được cái nguồn rau sạch mà ăn các bạn. Chứ hiện nay cuộc sống các bạn biết rồi, rất là nhiều hóa chất rồi thuốc bảo vệ thực vật. Đấy, mình ngơ đi có mấy ngày thôi mà đã sâu quá trời rồi, sâu như thế này rồi. Đấy, đây các bạn nhá. Thế là mình chắp ra cái bình nhỏ như thế này để mình tưới trực tiếp lên các cái cây rau này. Đó, chắc ngày mai mình sẽ tiếp tục tưới tiếp. Và nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao cái quả ớt của mình không có đập dập ra, vì mình ngâm rất là nhiều ớt như vậy, mình để cho nó được lâu các bạn. Để cho được lâu. Và bây giờ mình sẽ tiến hành để đi phun tất cả luôn nhé.
tục sang cái cây này. Đây, con sâu, các bạn thấy con sâu này, mình đã phun đẫm lên cái con sâu này. Đó. Để xem thử cái con sâu. Đấy, nó đang bắt đầu ngấm thuốc. Nó lại di chuyển đi chỗ khác các bạn. Đó. Này nó sẽ rụng nhá. Tí nữa là các bạn sẽ thấy nó rụng xuống đất này. Thế là mình phải xịt xuống dưới đất luôn. Khiếp cái vườn rau của nhà mình như vậy. Đây. Là các bạn cứ làm theo mình nhá. Cứ làm cái cam như thế này. Thì các bạn giã gừng thì giã dập ra, tỏi giã dập ra để nhét vào, còn ớt thì các bạn để nguyên quả. Thì sau đó là các bạn sẽ ngâm một thời gian, thì các bạn sẽ ngâm một thời gian này khoảng tầm 30 ngày hoặc tháng. Nhưng mà thậm chí là nếu như bạn nào muốn mà tưới nhanh ấy, thì phải giã ớt ra luôn, còn nếu mà để lâu thì chúng ta cứ ngâm như vậy. Đó, cay thì các con sâu nó sẽ chết. Đó. Rồi. À, bữa sau mình sẽ review cho mọi người xem thử là cái vườn rau của mình nó có bị sâu có chết hết không nhá. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo. Sau khi mà mình review cái vườn rau này, mình đã phun thuốc bằng cách mình tự chế nhá. Chào các bạn.